còn là khi chúng ta được học tập dưới mái trường đại học đa sắc màu như là HUTECH và có những trải nghiệm thật là thú vị với thầy, với bạn ở đây nữa. Vậy nên các bạn ơi, các bạn hãy sống hết mình và hãy thỏa đam mê với HUTECH. Bởi vì những trải nghiệm của các bạn, những bước đi của các bạn, những trưởng thành của các bạn sắp tới sẽ là thanh xuân của các bạn rất nhiều. Thời điểm mà Quốc Khánh và Phương Trinh còn là tân sinh viên á, thì nghĩ là thanh xuân và nó rất là nhanh, nó diễn ra nhanh thôi. Nhưng mà ai mà có ngờ đâu bây giờ mình sắp tốt nghiệp luôn rồi đó. Mà đúng rồi ạ, có những ngày tháng rất là đẹp, có những ký ức mà chúng ta muốn níu giữ lại nhưng mà nó chỉ trôi qua một lần thôi. Và chúng ta hãy bắt chọn những khoảnh khắc khi chúng ta còn ở đây. Và ở HUTECH có tất cả mọi thứ cho các bạn, có những hoạt động ngoại khóa, có những chương trình, những sự kiện để các bạn có thể tham gia và khiến cho thanh xuân tràn ngập màu sắc hơn đấy. Và đến đây thì Keiko Concert với chủ đề thanh xuân đã đi được nửa chặng đường rồi. Quốc Khánh và Phương Trinh tin rằng từ nãy đến giờ các bạn đã có thêm cho mình những kỷ niệm rất là cùng nhau đúng không ạ? Và hy vọng rằng những mảnh ghép kế tiếp của các bạn sẽ trở thành một những trong những thành viên có thể tiếp tục đồng hành cùng với Keiko ạ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí một chút, cùng thưởng thức những món chính. Và ngay bây giờ những vị khách mời chúng ta sẽ chính thức xuất hiện ạ. Vậy trước tiên, vị khách mời đầu tiên của chúng ta là ai ha? Em sẽ bật mí cho mọi người, đây là một vị khách mời vô cùng đặc biệt. Đó chính là một nhóm nhạc idol mang phong cách Nhật Bản với tài năng hát nhảy và một nguồn năng lượng cực kỳ tích cực và đáng yêu. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem các cô gái ấy sẽ đem đến cho chúng ta những phần trình diễn tuyệt vời như thế nào nhé. Và ngay bây giờ một tràng vỗ tay thật lớn dành cho nhóm idol Nizi Universe. Ê! Hi, xin chào tất cả mọi người, chúng mình là Nizi Universe. Mọi người ơi, hãy cùng quay thật tốt với Nizi nha. Universe in, and I say, I, Nizi,
mọi người, chúng mình là Ninja Universe Inc. Mình là Hiyoko. Mình là Saki. Mình là Anna. Mình là Nagi. Và chào mừng mọi người đã đến với Keiko Mini Concert 2023. Yay! Vừa rồi là bài hát Guru Guru Kaza Kuruma. Cảm ơn mọi người đã nghe. Cảm ơn mọi người. Mọi người ơi, cho mình hỏi, ở đây có ai biết Watergate là gì không mọi người? Ở đây có ai coi Oshinoko không ạ? Ai coi ạ? Không có luôn hả? Có chứ. Em nhớ là Hiltech go Weibo lắm. Em cũng là một lứa Weibo của Hiltech đó mà. Xin có thể giải thích cho mọi người biết Watergate là gì không ạ? Watergate hay còn đọc là Otagay thì có nghĩa là Otaku no gay, có nghĩa là nghệ thuật của Otaku, những cái Otaku mà người ta đua idol á mọi người. Ở bên Nhật người ta có một cái văn hóa đua idol thì là những người đó sẽ cầm những cái gậy phát sáng ha. Mọi người có thể nhìn qua, ví dụ bên đây gậy phát sáng của mọi người đâu rồi ạ? Giơ lên cho gậy phát sáng rồi. Đúng rồi, có những cái gậy phát sáng như vậy thì mình sẽ cầm múa ở trước sân khấu để mình ủng hộ idol mình ha. Và ngoài ra thì những cái gậy đó nó ngoài cái múa watergate đó, lúc trước là chỉ ủng hộ idol thôi, nhưng mà bây giờ nó trở thành một cái loại hình thi đấu luôn rồi cả nhà mình ha. Nó thi đấu ra tới quốc tế luôn rồi, cho nên nếu mà được thì em hy vọng mọi người có thể tìm hiểu hơn về watergate và tham gia chung với tụi em nữa nha. Nếu mà hôm nay mọi người không có gậy phát sáng thì mọi người có thể để đèn flash của điện thoại lên được không ạ? Để cổ vũ giúp em không ạ? Flash đâu ạ? Và không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đến với bài hát cuối cùng của Niji nha. Hashiro Niji no Mukoe. Chỉ để đằng xa cầu vòng kia lấp lánh, bạn ơi nghe chẳng gì đợi ai mãi luôn bên cạnh. Cùng đi qua những tháng ngày, dù ngắn hay dù mà còn dài. Thank you.
Và một tràng pháo tay thật lớn dành cho Nizi Sudobus. Mình là Sachi. Mình là Anna. Mình là Nagi. Mình là Hiyoko. Và một lần nữa chúng mình là